Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 18 tháng 8. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận sức ép từ Philippines. Thua Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chính thức hết cơ hội vô địch CV League 2024. Indonesia cử đội U22 đấu đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024. Liverpool khởi đầu thuận lợi tại Premier League. Chấn thương kinh hoàng trong ngày khai màn Premier League. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 8 năm 2024, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đứng thứ 37 thế giới, dẫn đầu Đông Nam Á với 1.611 điểm. Đây là thứ hạng đáng khích lệ trong giai đoạn đội bóng đang trẻ hóa lực lượng. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải đối mặt với sức ép từ Philippines. Đội đã vươn lên vị trí thứ 39 thế giới nhờ sự đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là từ lực lượng cầu thủ nhập tịch. Philippines thể hiện sự thăng tiến rõ rệt khi giành chiến thắng trước New Zealand tại World Cup nữ 2023. Điều này đặt ra thách thức lớn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong việc duy trì vị thế hàng đầu khu vực. Trong lượt trận thứ 2 của CV League 2024, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan sau 1 giờ 30 phút thi đấu. Mặc dù khởi đầu tốt và dẫn trước trong các set đầu tiên, nhưng đội tuyển Việt Nam không thể duy trì lợi thế và để Thái Lan lội ngược dòng, thắng 27-25 và 29-27 trong hai set đầu. Ở set cuối, tâm lý suy giảm khiến Việt Nam thua đậm 15-25. Trận thua này đồng nghĩa với việc Việt Nam chắc chắn không còn cơ hội vô địch. Trận đấu cuối cùng của đội sẽ gặp Indonesia vào ngày 18 tháng 8. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir xác nhận đội tuyển Indonesia sẽ không tham dự AFF Cup 2024, mà thay vào đó, đội U22 sẽ đại diện thi đấu. Quyết định này nhằm giúp đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng loại thứ 3 World Cup 2026 với mục tiêu chính là lọt vào vòng playoff. Huấn luyện viên Shin Tae-yong sau khi phẫu thuật tại Hàn Quốc đã trở lại và cùng thảo luận kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu. Ở AFF Cup 2024, Indonesia nằm cùng bảng với Việt Nam, Philippines, Myanmar và Lào. Liverpool giành trọn 3 điểm trong trận mở màn Premier League khi vượt qua Ipswich Town với tỷ số 2-0. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số không đều, dù Liverpool áp đảo nhưng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sang hiệp thứ 2, thế trận không đổi khi Liverpool tiếp tục tấn công. Phút 60, Mohamed Salah thoát bẫy việt vị, kiến tạo để Diogo Jota mở tỷ số. 5 phút sau, Salah ghi bàn từ pha chọc khe của Dominic Szoboszlai, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Những phút cuối trận, Liverpool kiểm soát bóng và bảo toàn kết quả, khởi đầu mùa giải đầy thuận lợi. Tiền vệ Danilo của Nottingham Forest gặp chấn thương nặng trong trận đấu với Bournemouth ở vòng 1 Premier League. Ngày phút thứ 7, Danilo tiếp đất sai sau pha tranh chấp và bị gãy chân trái, khiến anh la hét trong đau đớn. Đồng đội và đối thủ đều sốc trước tai nạn nghiêm trọng này. Sau khi được sơ cứu, Danilo được đưa rời sân bằng cáng và trấn an cổ động viên bằng cách giơ ngón tay cái thay cho thông báo rằng anh đã tạm ổn. Chấn thương này có thể khiến anh nghỉ thi đấu vài tháng. Dù thiếu vắng trụ cột, Nottingham vẫn vươn lên dẫn đầu 1-0 nhờ bàn thắng của Chris Wood và bảo toàn lợi thế trong hiệp 1. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube Báo Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại!